Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Quốc Hòa qua đời. Chiều ngày 22 tháng 8, đạo diễn, diễn viên hài Quốc Thuận xót xa báo tin nữ doanh nhân Á Khôi Nguyễn Thị Quốc Hòa qua đời. Cụ thể, trên Facebook cá nhân anh cho biết: "Còn thật sự đau xót khi nghe tin má Hòa ra đi. Từ sau khi gõ cửa thăm nhà má Hòa tới nay, má con ta có quá nhiều lời hứa hẹn gặp nhau mà không sắp xếp được. Kính tiễn và cầu nguyện má về với miền đất của Chúa, vĩnh hằng an vui và tiếp tục nhiệt tình song sáo, tử tế như khi thân tại miền đất mà má vừa rời xa. Tạm biệt người đẹp Quốc Hòa, má Hòa kính yêu, kính nguyện từ biệt má." Đối với Quốc Thuận, bà Hòa là một người tử tế, nhiệt tình trong cuộc sống, lại có tấm lòng nhân hậu, hướng thiện. Anh còn gọi nữ Á Hậu là má, thể hiện sự kính trọng, yêu mến dành cho bà. Trước đó ít phút, trên Facebook cá nhân, Á Hậu Trịnh Kim Chi cũng buồn bã báo tin doanh nhân Nguyễn Thị Quốc Hòa qua đời. Vĩnh biệt người phụ nữ có nhiều con nhất bởi sự yêu thương, hết lòng, hết tình và đầy năng lượng. Mặc dù đã biết má khó qua khỏi, nhưng khi nghe tin, con và mọi người không khỏi xót xa. Sao lại là má, và sao lại là lúc này? Trước thông tin trên, khán giả không khỏi tiếc thương, đồng loạt nói lời tiễn biệt nữ doanh nhân. Được biết, bà Nguyễn Thị Quốc Hòa là nữ doanh nhân thành đạt, có tấm lòng nhân hậu khi tham gia hiến máu hơn 300 lần và cứu người trong 20 năm qua tại câu lạc bộ hiến máu gia đình huyện Nhà Bè. Ngoài ra, bà còn là tấm gương sáng về nghị lực phi thường và ý thức vươn lên trong cuộc sống. Với xuất phát điểm không mấy thuận lợi, bộn bề, nhiều khó khăn và lo toan, một mình lên Sài Gòn lập nghiệp với 10.000 đồng trong tay, chị đã làm đủ mọi thứ công việc, miễn sao có đủ tiền để lo cho hai đứa con nhỏ có cái ăn, cái mặc. Với bản lĩnh phi thường và đầy nghị lực ấy, từ một người tay trắng khởi nghiệp, bà đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Và khi đã thành đạt, bà đã sống có ích và đóng góp cho cộng đồng. Bà không ngừng hoàn thiện bản thân và thường xuyên làm từ thiện. Nữ doanh nhân luôn được biết đến với cách gọi tràn đầy yêu mến, má Hòa. Giờ nay, má đã đi xa, để lại nhiều sự tiếc thương cho gia đình, người thân, bạn bè và khán giả yêu mến, người phụ nữ có trái tim nhân hậu. Xin thành kính phân ưu, chia buồn cùng gia đình nữ doanh nhân Á Hậu Nguyễn Thị Quốc Hòa.